dụ giết 5 người Bình Tân. Nó đi đêm về muộn suốt, bà huyện có rầy nó vài lần bảo tính sang năm cho nghỉ. Hàng xóm kể về Nguyễn Hữu Tình 18 tuổi, quê An Giang, kẻ thủ ác ra tay tàn độc với cả gia đình ở quận Bình Tân. Thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận bàng hoàng ngày giáp Tết. Nó đi đêm suốt, bỏ tính ra năm cho nghỉ. Tối mồng một Tết, tang thương vẫn bao trùm con hẻm nhỏ. Nhắc lại câu chuyện cả gia đình bà huyện. 5 người bị sát hại, những người hàng xóm vẫn không khỏi bàng hoàng. Theo lời kể của những người hàng xóm, Tình mới làm ở xưởng của gia đình bà Hồng khoảng 2 tháng nay. Tình thường mua phe ở quán ngay kế xưởng, mới đến nên chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều. Thằng đó là ông chồng nhận về, bà Hồng ban đầu không ưa. Có đợt bà kể chuyện, thằng đó đi đêm về muộn suốt, nghe đâu chơi game, bà rầy, bà nói tính ra năm cho nó nghỉ luôn. Nói ít nói, thường chơi với đám trẻ con. Hôm tất niên, chắc lóng vào, bà nói gì đó nên nó khùng lên làm vậy. Hay nói đập đá. Một người hàng xóm kể chuyện. Bé huyện 12 tuổi, nói, ngày trước, ông đó để đuôi tóc cọc lên chứ không như trong ảnh báo đăng đâu. Trước em có chơi, nhưng anh hai không cho bảo nhìn mặt nó dữ dữ sao á. Anh Tình thường chơi với tụi em, chơi với chị Diệu bé thứ hai, và bé Diệp bé Út nữa. Ảnh hiền lắm, mấy lần đưa nhỏ Út qua tiệm tạp hóa gần đó mua kẹo. Một bé khác phản ứng. Ổn hiền, thương mua kẹo cho tụi nó, sao vớt cả hai đứa luôn mày, bé huyện phản đối. Những đứa trẻ khác im lặng. Thằng Dương nó còn chừa đứa trẻ con dù đã nghi ngờ Tình từ khi hay tin vụ sát hại nhưng khi đọc báo. Tối 16 tháng 2 công an và bảo vệ dân phố vẫn túc trực ngăn người lạ vào hẻm. Ảnh Nguyễn Trà. Chắc chắn chỉ có người quen làm, có con chó bét gai canh cửa dữ lắm, đâu ai vào được đâu. Hôm qua, ban đầu biết có người chết dậy nhưng nó sủa nó cắn. Cũng nghi nó nhưng đọc báo biết là nó vẫn thấy sợ. 18 tuổi mà nó dám làm vậy thì thua. Không biết thằng đó có ai giúp không mà nó làm gọn, ác dữ. Thằng Dương vụ thảm sát Bình Phước, nó còn chừa chứ. Thằng này nói dớt sạch, ba đứa trẻ con có tội tình gì đâu. Ác thiệt, một người hàng xóm nói. Mà công an làm cũng lẹ dữ ha. Mới hôm qua, nay bắt được rồi, một người tiếp lời. Theo lời kể của những người hàng xóm. Từ chiều qua đến nay, người thân của gia đình hai vợ chồng đã lên. Có người khi tới nhà thì ngất xỉu tại chỗ. Thi thể của gia đình cũng được đưa đi khám nghiệm trong đêm. Tang thương trong căn nhà nhỏ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Ảnh Nguyễn Trà. Đến tối 16 tháng 2, con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà gia đình xấu số vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Trừ những người sống trong con hẻm, còn lại người lạ không thể vào được. Cây mai vàng anh chị mua từ trước Tết đã nở rộ. Nhớ bữa mới mua về, anh chị còn khoa khắp xóm, bảo mai mốt mai bung nở hết chắc đẹp nữa. Giờ mai nở đẹp rồi, nhưng gia đình anh chị còn. Xác định người liên quan vụ thảm sát 5 người trong gia đình. Qua điều tra ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định người liên quan đến vụ thảm sát 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân. Ngày 16 tháng 2, mùng 1 Tết, nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online cho biết Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xác định người liên quan đến vụ thảm sát 5 người trong gia đình tại căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, chủ căn nhà 131/48, bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ của ông Trinh, cháu Mai Xuân Triệu, nam 13 tuổi, cháu Mai Huyền Diệu, nữ 11 tuổi và cháu Mai Huyền Diệp, nữ 6 tuổi, đều là con ruột của vợ chồng ông Trinh. Theo đó, khoảng 11:30 ngày 15 tháng 2, 30 Tết, Công an phường Bình Hưng Hòa nhận được tin báo của người dân, căn nhà 131/48 đã 2 ngày qua không thấy mở cửa, có mùi hôi ở bên trong. Lập tức, tổ công tác Công an phường Bình Hưng Hòa đến kiểm tra phát hiện căn nhà 131/48 không phải khóa chặt cửa mà chỉ khép hờ. Tổ công tác gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời nên đã mời tổ trưởng tổ dân phố đến phối hợp kiểm tra. Khi tổ công tác mở cửa căn nhà số 131/48 thì phát hiện thi thể của chị Mai Thị Hồng mặc quần ngắn màu đen, áo thun ba lỗ màu nâu nằm trên ghế salon mặt úp vào tường, trên người có nhiều vết đâm. Hiện trường căn nhà 131/48 thuộc dạng một trệt một gác gỗ vừa ở vừa kết hợp làm xưởng cơ khí. Căn nhà có 3 người thợ giúp việc quê ở Thanh Hóa và đã về quê ăn Tết, còn lại một người thợ làm việc tại căn nhà đến ngày 12 tháng 2.
Do căn nhà số 131/48 có nuôi một con chó bạc rê, nên lực lượng chức năng không thể tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khi nhận tin báo. Sau khi tăng cường lực lượng khống chế chó bạc rê, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 thi thể tại 3 phòng trên gác gỗ, đó là ông Trinh và 3 đứa con. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an nhận định tất cả nạn nhân đều bị giết bằng hai loại hung khí sắc bén có kích cỡ khác nhau. Tại hiện trường, công an thu giữ hai con dao có dính nhiều máu, đối chiếu phù hợp với đặc điểm hung khí gây án. Từ những cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định hung thủ là người quen với gia đình của nạn nhân, bởi khi xảy ra vụ việc, chó bạc rê không phản ứng với hung thủ gây án. Các nạn nhân được nhận định bị giết hơn 48 giờ trước đó, trong khoảng thời gian đêm ngày 12 tháng 2 đến rạng sáng ngày 13 tháng 2. Thứ tự bị giết hại đầu tiên là ông Trinh, sau đó chị Hồng bị truy đuổi từ trên gác xuống đất và bị giết dưới đất, cuối cùng là lần lượt ba đứa con bị giết. Công an xác định người liên quan đến vụ thảm sát chính là người thợ ở lại làm việc trong căn nhà số 131/48 đến ngày 12 tháng 2. Tuy người thợ này đến làm thuê và không đăng ký tạm trú, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định danh tính quê quán cụ thể. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện 5 thi thể bị sát hại, thì điện thoại mà người thợ này đang sử dụng cũng tắt máy, mất tín hiệu. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan truy tìm đối tượng để làm rõ nội dung vụ án. Vụ 5 người chết nôi thịt đông đặt Tết chị đã lấy đâu? Nhà chị ấy chuẩn bị Tết xong hết rồi, mua được cây mai đẹp lắm, chị ấy còn đi khoe khắp xóm, còn nồi thịt đông chị đặt đã lấy đâu. Đến hơn 10 giờ đêm ngày 15 tháng 2, rất đông người dân có mặt tại ngôi nhà 5 người chết ở quận Bình Tân, nhiều người bàng hoàng vì không tin đó là sự thật. Mới hôm 27 Tết, gia đình còn tổ chức tiệc tất niên vui lắm, nhà chị Hồng còn đặt gia đình tôi nồi thịt đông tính 28-29 Tết lấy, nhưng đến 28 Tết gọi không thấy ai bốc máy. Sáng nay, có người bà con ghé qua đưa con gà cúng, ghé mắt nhìn vào thấy vậy hớt hồn đi báo công an, một người hàng xóm kể chuyện. Mấy hôm rồi, thấy con chó sủa ăn ẳng ngoài cổng, cửa khóa, người hàng xóm qua cho ăn chưa biết gì đâu, lúc phát hiện ra thì máu đen rồi. Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình chị Hồng hiền lành, sòng phẳng có tiếng. Tôi đi tập thể dục với bà suốt, nhà nuôi 4 đến 5 thợ, mua rau sạch, thịt về tự nấu cho thợ ăn. Bà hiền lắm, nhà cũng thuộc diện khá giả chứ không khó khăn gì, nhưng không thích chân diện, tóc vẫn đen vậy, mới hôm rồi mới đi duỗi đón Tết. Chỉ có mấy hôm trước, nghe bảo không biết chuyện gì mà cho một thợ nghỉ, nhưng cũng thanh toán hết rồi. Ai thì tôi không biết chứ gia đình bà tôi chắc chắn không nợ nặng gì. Đất đó là của bà, còn một miếng ở Vĩnh Lộc nữa cơ mà. Tội nhất là ba đứa nhỏ, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi, năm sau bé Út vào lớp 1 rồi. Lực lượng công an và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang làm việc tại hiện trường, ngôi nhà vẫn đang được phong tỏa đảm bảo công tác khám nghiệm điều tra. Đêm nay là đêm giao thừa, nhà chị Hồng chuẩn bị Tết rồi, nhưng đâu còn ai đón Tết. Trước đó, như chúng tôi đã thông tin vào khoảng 9:30 sáng cùng ngày, một người dân đến gia đình này thì phát hiện điều bất thường nên vào kiểm tra, phát hiện người phụ nữ tên Hồng khoảng 35 tuổi là vợ của ông Trinh đã tử vong gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu. Nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm ông Trinh và ba thành viên còn lại trong gia đình cũng đã tử vong từ trước, cơ thể đã bắt đầu phân hủy. Theo người dân, chủ nhà quê ở Thanh Hóa và làm nghề gia công máng số inox, gia đình này cũng thuộc dạng khá giả trong khu vực. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Trần Văn Nghiệp, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt chỉ đạo tại hiện trường. Đàm Vĩnh Hưng xúc động, hát giữa hàng trăm phạm nhân ngày cuối năm. Dù bận rộn với lịch diễn cuối năm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian đến trại giam. Hát tặng cho các phạm nhân dịp cuối năm. Nam ca sĩ xin ban quản lý trại giam để mang niềm vui đến những người lâm vào con đường tù tội. Và tiếp thêm động lực để họ cố gắng cải tạo tốt, sớm quay về với gia đình. Trong lần đến thăm trại giam trước Tết Nguyên đán, Đàm Vĩnh Hưng đã gây xúc động cho hàng trăm phạm nhân khi thể hiện ca khúc Mẹ Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Càn Nan Nguyễn. Nhiều người đã rơi nước mắt khi hiểu ra ý nghĩa của lời bài hát. Không ít người bật khóc vì chợt nhớ ra, đã nhiều mùa xuân trôi qua. Họ vẫn chưa được trở về nhà để quây quần đón Tết bên gia đình, người thân. Đây cũng là một trong những mục đích
của nam ca sĩ gốc Quảng Nam, khi chọn sân khấu để biểu diễn là một trại giam. Đàm Vinh Hưng chia sẻ, việc làm nhân ngày lễ tình nhân Valentine của anh là mang tiếng hát đến với những mảnh đời vì một phút lầm lỗi mà rơi vào con đường tù tội. Tôi mong trong nhiều năm tới sẽ đi hết được các nhà tù trên khắp cả nước để hát và nghe những tiếng hò reo, lời tâm sự ấm lòng của những phạm nhân. Mít Đàm cho biết, anh cũng bày tỏ quan điểm của mình cho rằng việc chăm sóc đời sống tinh thần cho các phạm nhân cũng là cách để họ nhận ra những lỗi lầm của mình trong quá khứ và tự thúc giục bản thân cố gắng cải tạo, sống có ích để trở về trong vòng tay chờ đón của gia đình, xã hội. Đây cũng là một hoạt động nhằm giúp họ tin rằng xã hội sẽ không bao giờ bỏ rơi họ nếu họ thực sự biết hối lỗi và hướng thiện. Nghệ sĩ Sài Gòn nghẹn ngào trong lễ tang Nguyễn Hậu ngày cuối năm. Những đồng nghiệp thân thiết của nam diễn viên phim Đất Phương Nam như Mai Huỳnh, Đào Bá Sơn đến tiễn biệt ông vào trưa 30 Tết. Sáng 15 tháng 2, lễ di quan diễn viên Nguyễn Hậu sẽ diễn ra vào lúc 12:30. Ông qua đời ngày 14 tháng 2 vì bệnh ung thư gan. Linh cữu của nam diễn viên quàn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hậu bị bệnh ung thư gan suốt 7 năm qua, nhưng con gái ông đã giấu kín thông tin này với cha vì muốn ông sống lạc quan. Đạo diễn Phương Điền cùng nhiều bạn bè thân cũng có mặt từ sớm để đưa tiễn ông. Phương Điền kể, đàn anh chính là người hướng dẫn anh diễn xuất ngày đầu mới bước chân vào điện ảnh. Đạo diễn Đào Bá Sơn đến từ biệt người em thân thiết lần cuối. Ngày 29 Tết anh đã tới viếng Nguyễn Hậu, nhưng sáng 30 Tết vẫn tới đưa tiễn đồng nghiệp. Nghệ sĩ Mai Huỳnh đóng nhiều phim chung với Nguyễn Hậu như Chuyện Tình Bên Dòng Kênh Sáng, Nữ Sát Thủ, Được Sống. Anh đã bật khóc khi kể lại kỷ niệm ngày đóng bộ phim cuối cùng của Nguyễn Hậu, Gạo Bếp, Gạo Tẻ. Theo đó, nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã mời Mai Huỳnh ăn cơm và nhất định đòi trả tiền. Nam nghệ sĩ còn mời cà phê cả đoàn vì bảo cuộc sống đã đỡ hơn khi được cháu cho nhà ở nhờ. Nghệ sĩ Vũ Thành xúc động đến đưa tiễn đàn em. Diễn viên Lão Thành đã đóng chung với Nguyễn Hậu phim Mùa Đen Trâu. Trước lễ di quan, đạo diễn Đào Bá Sơn thể hiện sự thương tiếc của đồng nghiệp với Nguyễn Hậu qua bài điếu văn xúc động. Trong mắt mọi người, Nguyễn Hậu là diễn viên giản dị, tính cách phóng khoáng, luôn sống hết mình cho vai diễn và đồng nghiệp. Đạo diễn Đào Bá Sơn hợp tác với Nguyễn Hậu trong nhiều phim, ở cả vai trò diễn viên và đạo diễn. Khi đọc điếu văn, đạo diễn phim Long Thành Cầm Giả Ca nhiều lần nghẹn ngào, xúc động. Bà Hồng Sương và con cháu bần thần trước giây phút đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà chia sẻ 40 năm gắn bó với ông là thời gian ngọt ngào. Ông cưng chiều vợ con, chưa từng làm điều gì khiến bà không tin tưởng. Bà không tin chồng đã ra đi mãi mãi. Ngay cả những lúc ông chống chọi với cơn đau dữ dội, bà vẫn tin ông sẽ khỏi lại. Trong giây phút đưa linh cữu chồng lên xe tang, bà Hồng Sương bật khóc nức nở. Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh chia sẻ nỗi đau với gia đình, động viên vợ đồng nghiệp bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe. Nỗi đau mất bạn dừng với các nghệ sĩ khi đám tang lại vào ngày giáp Tết. Đúng 12:30 lễ di quan bắt đầu. Nghệ sĩ quá cố sẽ được chôn cất tại Nghĩa Trang ở Bình Dương. Dù tang lễ diễn ra vào ngày 30 Tết, trong giới, nam diễn viên được bạn bè, đàn em yêu quý vì tính tình phóng khoáng, nhiệt tình hỗ trợ về diễn xuất. Chị Khánh Di, con gái nam diễn viên ngừng khóc khi đưa tiễn cha. Trước đây, vì trả nợ, Nguyễn Hậu phải bán căn nhà mà ông tích góp nhiều năm mới mua được. Từ đó, ông và vợ phải sống cảnh ở nhà thuê, ở nhờ suốt 20 năm.